toàn thể quý vị khán giả đã đến với chương trình Lạ Lắm À Nha. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Đây là một nhịp cầu, chúng tôi xin tạm gọi là vậy, bởi vì sẽ có những bạn trẻ được hướng dẫn bởi những bậc tiền bối đi trước, những người đã có thành công nhất định, và họ sẽ được học hỏi về âm nhạc, về những cuộc nói chuyện, về giao lưu, và thậm chí ở trong hậu trường thì các anh chị cũng sẽ chỉ dạy thêm về âm nhạc cho các em, và mong rằng các em cũng sẽ được đón nhận như các anh chị đã từng được đón nhận. Tối đêm nay chúng tôi sẽ mời tới đây ba bạn trẻ có những bài hát được quý vị yêu thương. Đầu tiên xin chào đón Long Nón Lá. Con xin được gửi lời chào tới chú Giang cùng tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Lạ Lắm À Nha. Thì Long là có bài hit rồi đúng không? Một cái bài mà Trường Giang đã biết trước đây. Dạ, bài đó chú đặt tên cho con. Hồi đó là có một bài hát, cháu đó đi thi chương trình về hài, thì cầm cái đàn hát, bài hát rất là hay. Thì lúc đó là mọi người mới bàn nhau về cái tên. Thì lúc đó là cái tên cũ là gì? Dạ, tên cũ của bài hát đó tên là Hạ Nhớ, và chú đặt cho cái tên là Hành Lang Cũ. Là giờ lấy tên đó luôn? Dạ không, con kết hợp lại Hành Lang Cũ mở ngoặc Hạ Nhớ. Hai cái luôn. Thì bây giờ mình sẽ tâm sự một tí là tại sao mình lấy cái tên là Long Nón Lá. Long Nón Lá là tại vì ngày xưa do là ở dưới quê đi học hay là đi đâu, tất cả đi đường bộ với lại đường thủy thôi, mà đội nón kết hay là nón lưỡi chai này kia thì nó không có đủ mát. Với lại là con thấy cảm giác là mình đội nón lá vô mình cũng mạnh hơn, tự tin hơn. Cho nên là đi đâu cũng đội nón lá riết, rồi bà con trong xóm ai cũng kêu là thằng nón lá, anh nón lá. Và sau này thì con lấy tên là Long Nón Lá luôn. Long Nón Lá là từ đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp thêm hai bạn nữa. Xin giới thiệu tới quý vị Huy và Em xin chào anh Giang, em xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay, cũng như là những ai đang xem đây trên đài truyền hình ạ. Dạ, xin chào bạn cùng chơi. Em xin tự giới thiệu, em là Huy Vạc và em đến từ Nghệ An. Thì rất mong mọi người hôm nay sẽ cổ vũ nhiệt tình cho những người chơi chúng em ạ. Thì Huy Vạc là cũng là có những bài trên nền tảng cũng nhiều người biết đúng không? Dạ vâng. Cái bài mà nhiều người xem nhất là bài gì? Dạ, tính đến thời điểm hiện tại, nếu như mà bài nhiều người xem nhất thì em nghĩ là bài Chỉ Một Bên Em Lúc Này ạ. Ở đây ai biết không ạ? mời hát ạ. Cái đó là mình đọc hay mình hát ạ? Thôi để chính vụ hát nha. Dạ vâng, em xin phép được hát một đoạn ạ. Dạ. Chỉ muốn bên em lúc này, mặc nắng gió mưa bay, nắng tắt mây đen kéo về, ở đây sát vai kề. Thời gian trôi quá khiến cho mọi thứ cứ thế nhạt nhòa, phải chi tình yêu bên lâu không cách xa. Và bây giờ chúng ta chào đón một bạn gái lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình, Tú Na. Dạ, con xin chào anh Trường Giang. Chào cả. Dạ. Xin chào tất cả khán giả của Lạ Lắm À Nha đang ngồi ở đây cũng như là đang xem đài. Và con tên là Tú Na. Rồi công việc hiện tại rồi. Công việc hiện tại con đang đi hát ạ. Thì biết rồi, biết đi hát là mới mời lên đây nè. Ý là mình có làm việc gì không rồi, mình ước mơ rồi. Nói dài dài tí nào. À dạ. Cho quý vị giải biết mình nhiều hơn. Dạ. Ngoài công việc ca hát ra thì hiện tại em đang hoạt động về bên thẩm mỹ. Là mình đi hay đi thẩm mỹ hay là mình... Dạ, con vừa hay đi thẩm mỹ mà vừa làm thẩm mỹ cho mọi người luôn. À, chuyên gia thẩm mỹ, chuyên gia thẩm mỹ. Năm nay được bao nhiêu nồi bánh chưng rồi? Dạ, năm nay con 26. Ủa, sao nhìn giống như 16 tuổi vậy trời? Rồi ba đứa có hay nói chuyện với nhau nhiều không? Dạ không. Là lần đầu tiên gặp luôn đó hả? Dạ. Trước đây thì có nói chuyện với Huy vài lần trên Facebook. Chú là người đặt tên bài cho con, Huy là cái người hát lại bài đó, mà lúc đó cái bài đó nó hot luôn. À, tức là cái bài mình hát thì không nhiều người biết, nhưng mà Huy thì nhiều người biết. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì nhiều người biết rồi. Bây giờ nhiều người biết Long Nón Lá rồi, đúng không? Ừ. Thì hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái màn kết hợp với các anh chị nghệ sĩ để cái độ lan tỏa của mình nó nhiều hơn. Và hy vọng trong tương lai mình sẽ có nhiều bài hit hơn.
Thưa quý vị, đây là Lông Nón Lá. Dạo này nhà còn nuôi tôm không? Ôi chú nhớ luôn. Nhớ chứ? Dạ còn. Xen lẫn cái việc làm nhạc với lại làm hài thì nhà còn nuôi tôm nữa. Mà cái công việc hài với hát nó không có kiếm ra tiền bằng nuôi tôm. Đúng rồi. Vậy có nghĩa là hôm nay lời. Dạ. Con nước ổn định nên tôm lời. Dạ không lỗ. Là sao lỗ? Năm nay do là thời tiết hạn rồi nắng quá, cho nên là tôm nó cũng không có phát triển được mạnh mẽ. Cho nên là việc hát nó đang nuôi con tôm lại. Tức là thường á thì cái việc nuôi tôm mang lại nguồn thu lớn hơn. Nhưng mà tôm hiện tại đang mệt mỏi thì cái việc hát nó sẽ lấy chi phí để cân bằng tôm lại. Dạ. Thì hy vọng trong tương lai là con tôm có giá và hát trúng xô. Dạ. Là em luôn. Thì hôm nay bài hát chọn sẽ là bài hát gì? Cái bài mà chú đặt tên cho con. Hành Lang Cũ. Đạt ca là sinh năm 99 bằng hiếu thứ hai. Còn bạn gì? Bạn Bảo á, bạn Bảo là Hoài Bảo. Hả? À, dạ. Bạn sinh năm mấy? Hoài Bảo là 99. Hoài Bảo là 2000. 2000. Nói chung mấy bạn 2000 giờ nhiều ha. Dạ, toàn mấy bạn giỏi mà chú. Dạ. Dạ. Con ganh tị. Tại sao vậy? Tại vì con không có bài hit. Toàn hát lại nhạc của người ta. Trái tim đau hả? Dạ. Nhưng mà con sắp ra bài mới rồi. Đâu, hát thử một đoạn, hát thử một đoạn. Đứng lên cho khán giả thấy phong thái. Đó, đứng qua chỗ của tôi nè. Đó. Dạ. Tôi ngồi tôi nghe. Thương thay phận hồng nhan, cả đời chỉ yêu một người. Người lại tính chẳng hoa, đâu chi thiết tha mình ta. Để rồi tháng năm trôi, tâm hồn em héo hon. Là hát dữ chưa? Dạ con bị tự nhiên con bị mất ký ức á, tại con rung. Làm gì đâu rung? Tại đây là cái bài sắp ra bài đó đó hả? Dạ đúng rồi. Sao nó âm hưởng miền Bắc quá ha? Dạ tại con miền Bắc mà. À, dạ. Nam Định mà. Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ con cảm ơn. Mai mốt mình tập kỹ kỹ rồi mình hát ha. Dạ vâng ạ. Thì đó là không liên quan. Bây giờ tiếp tục. Đạt ca là thích diễn hài hả? Dạ đạt ca có coi thường coi livestream Sống 23 là Đạt nói sau này Đạt cũng muốn làm diễn viên hài hơn là hát. Mà bạn ấy nói mắc cười không? Không nghe không có mắc cười lắm đâu. Đạt ca thân mến, nếu mà con có xem chương trình này thì con hãy lắng nghe những lời nói từ tận đáy lòng của Lông Nón Lá. Hát thôi, đừng đi diễn hài. Không. Đạt ơi nói thiệt chứ không có vui đâu Đạt. Đạt đừng có hài, hát đi. Làm sao quên hành lang ngày nắng và gió, làm sao quên bóng ai đi ngang đó, giọng nói người vẫn còn đây mà sao em xa nơi này. Con có hỏi được không? Bình tĩnh, sẽ được hỏi sau khi nhân vật bí ẩn đầu tiên mở mặt nạ. Xin mời. Trong cuộc đời này chưa có cái gì là chắc chắn khi nó xảy ra. Là sao chứ? Mời hỏi. Thưa quý vị, đây là Tuna. Tuna thân mến, bài hát được chọn ngày hôm nay là bài gì? Dạ, bài Phố Hoa Lệ ạ. Người hát đầu tiên bài này là ai? Dạ là anh Chu Bin ạ. Sáng tác của anh Đông Thiên Đức ạ. Là mình sẽ người hát lại bài này và được nhiều người yêu thương. Dạ. Hôm nay mình sẽ song ca với nhân vật bên kia bức tường. Dạ. Với sự trợ giúp bên dưới thì hy vọng mình cũng sẽ tìm ra được thân phận của nhân vật bên kia bức tường. Anh thấy là những cái dữ liệu này cũng chưa cho anh một cái gợi ý gì cả. Nhưng mà anh chỉ thấy có từ là ấy. Thì em thử xem là, ví dụ như là tên bài hát có từ là. Nhảy trong đống lửa nữa. Mọi người thật sự đang nói chuyện với nhau đó hả? Các con bé cũng hơi mơ hồ đúng không? Dạ. Vì chả giúp được gì cả. Đã đến lúc ta phải dừng lại. Đoạn đường chúng ta đi quá dài. Còn nên hẳn cả thanh xuân. Xin hỏi cô gái thân mến, Tuna. Dạ. Có một manh mối gì chưa? Hay là vẫn mơ hồ? Dạ vẫn mơ hồ. Biết gì chưa? Dạ biết cái lửa đó là gì rồi. Biết. Biết đó. Gì chưa Hi? Em tất nhiên là chưa biết ạ. Yêu lắm, mấy đứa còn yêu lắm. Bây giờ lúc chúng ta sẽ mời nhân vật bí ẩn số 2 mở mặt nạ để mọi người cùng biết được đây là ai. Chứ để mình em xây biết kỳ. Khán giả ai biết không ạ? Mời nhân vật bí ẩn số 2 mở mặt nạ.
Huy và thân mến, thưa quý vị, là người trình diễn cuối cùng buổi tối ngày hôm nay, ca khúc được chọn sẽ là ca khúc dạ Chạnh Lòng Thương Cô ạ. Chạnh Lòng Thương Cô là cô là cô gái hay là gì? Dạ, tức là một cô gái và ở nông thôn ạ. À, bài này cũng buồn luôn. Buồn nhưng mà nhạc thì nó không buồn cho lắm. À, nhạc không não nề lắm. Dạ vâng. Thì mình đã từng trình diễn bài này trước nhiều khán giả chưa? Dạ, Chạnh Lòng Thương Cô của em thì em phát hành đến 3 series rồi ạ. Vừa rồi thì có Chạnh Lòng Thương Cô 4. À, nó là một dạ tuyển tập những bài hát cùng dạ một cái vâng tên là Chạnh Lòng Thương Cô phần tức là phần 1, 2, 3, 4. Vâng. À, tức là mình lấy chung luôn. Vâng. Giống như anh Lý Hải ngày xưa là Trọn Đời Bên Em, 1, 2, 3, 4, 5, 7 rồi đó. Trước đó cũng có cái hồi em xem ITV ấy, là có anh Châu Khải Phong, rồi anh Lâm Trần Khang. Không ai vỗ tay nhỉ? Tức là không phải là anh Lâm Trần Khang. Dạ, cũng chưa biết mà. Bây giờ hát nhé. Chạnh lòng mà nhìn vội em quay đi, muộn phiền người để lại trên đôi mi. Giọt lệ sầu mà ngày em vũ quyên quên đi tôi. Em đã đi rồi, em bỏ theo chồng. Tình hình sao? Có chất khẳng khàn, nghe rất là quen nhưng mà em không, hiện tại em chưa loạn được ra anh ạ. Gái, biết không còn? Dạ. Thực ra người chơi chưa ai biết gì đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng biết.